Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh học toán online. Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh học toán online thì vui lòng ủng hộ kênh học toán online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để theo dõi các video mới nhất từ kênh học toán online. Và đừng quên truy cập vào trang web học toán online 123.info theo đường link được đặt ở phần mô tả của video để nhận được các tài liệu mới nhất về ôn tập, ôn thi, toán nâng cao của môn toán lớp 4. Rồi bây giờ mời các em mở sách giáo khoa toán lớp 4 trang 160 bài ôn tập về số tự nhiên. Đầu tiên các em làm bài tập số 1 viết theo mẫu. Ở đây chúng ta có một bảng gồm các cột đọc số, viết số, số gồm có. Thì ở cột đọc số các em đọc là 24.308 24.308, như vậy các em viết số này như thế nào? 24.000, có nghĩa là ở lớp nghìn có 24.000. 308, là lớp đơn vị có 308. Như vậy các em viết số là lớp nghìn là 24, lớp đơn vị là 308. Các em viết số là 24308 số gồm có 24.308 như vậy số gồm có 20.000 4.300 và 8 đơn vị 20.000 4.300 và 8 đơn vị không chục thì các em không cần phải viết tiếp theo ở cô đọc số các em đọc là 160 274 Như vậy các em sẽ viết số là

bảy chục bốn đơn vị tiếp theo các em viết số là một hai ba bảy năm như vậy số này các em phân tích cấu tạo số như sau các em tính từ bên phải sang bên trái ba chữ số đầu tiên thuộc lớp đơn vị ba chữ số tiếp theo thuộc lớp nghìn và chữ số còn lại là thuộc lớp triệu như vậy các em sẽ đọc là khi phân tích cấu tạo số, các em sẽ phân tích từ bên phải sang bên trái. Còn khi đọc, các em đọc từ bên trái sang bên phải. Ở đây lớp triệu chúng ta có 1, như vậy các em đọc là 1 triệu. Lớp nghìn chúng ta có 237, như vậy các em đọc là 237 nghìn. Và lớp đơn vị là 005, các em đọc là 005. Như vậy đọc cả số là 1 triệu 237 nghìn, 005. Số này gồm có 1 triệu 200 nghìn 1 triệu 200 nghìn 30 nghìn 7 nghìn 5 đơn vị Ở đây không trăm không chục Các em không cần phải viết Tiếp theo là số gồm có 8 triệu 4 nghìn 9 chục Thì các em sẽ viết số này như thế nào 8 triệu Tức là chữ số hàng triệu là 8 4 nghìn như vậy ở lớp nghìn chúng ta có 0 trăm nghìn, 0 chục nghìn và 4 nghìn. 9 chục như vậy ở lớp đơn vị chúng ta có 0 trăm, 9 chục và 0 đơn vị. Như vậy các em đọc số này là 8 triệu 004 nghìn, 0 trăm 90. 8 triệu 004 nghìn, 0 trăm 90. Rồi bây giờ mời các em sang bài tập số 2, viết mỗi số sau thành tổng theo mẫu. Và cụ thể chúng ta có mẫu như sau. Mẫu là 1763. Số này gồm 1700 60 và 3 đơn vị. Như vậy, 1763 sẽ bằng 1000 cộng với 700 cộng với 60 và cộng với 3 đơn vị

và hai đơn vị. Như vậy các em sẽ viết thành tổng là 20.000 cộng với 200 cộng với 90 tức là cộng với 90 cộng với hai đơn vị tức là cộng với 2. Tiếp theo các em viết số 190.000 909 thành tổng. Số này gồm có 100.000 90.000 900 0 chục và 9 đơn vị. Như vậy các em viết thành tổng là 100.000 cộng với 90.000 cộng với 900 cộng với 9 đơn vị. Tiếp theo các em sang bài tập số 3, A nhỏ, đọc các số sau và nêu rõ chữ số 5 trong mỗi số thuộc hàng nào, lớp nào. Đầu tiên, chúng ta có số 67358. Để đọc được số này, các em phân tích cấu tạo số. Các em tính từ bên phải sang bên trái. 3 chữ số đầu tiên thuộc lớp đơn vị, 2 chữ số còn lại thuộc lớp nghìn. Các em nhớ là 3 chữ số là một lớp. Tính từ phải sang trái, đầu tiên là lớp đơn vị, sau đó đến lớp nghìn. Nếu còn nữa thì sẽ lên lớp triệu. Ở đây 3 chữ số đầu tiên thuộc lớp đơn vị. 358 thuộc lớp đơn vị. 2 chữ số còn lại là 67 thuộc lớp nghìn. Như vậy các em đọc là 67.000 358 Ở đây chữ số 5 thuộc hàng chục và lớp đơn vị Chữ số 5 thuộc hàng chục lớp đơn vị Các em nhớ là lớp đơn vị bao gồm hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị Chữ số 5 nó thuộc hàng chục và lớp đơn vị Tiếp theo, các em đọc số 851 904 Xem lại phân tích số này từ phải sang trái ba chữ số đầu tiên tính từ phải sang trái thuộc lớp đơn vị ba chữ số còn lại thuộc lớp nghìn Như vậy chúng ta có 904 thuộc lớp đơn vị 851 thuộc lớp nghìn Như vậy em đọc là 851 851 nghìn 904 Ở đây chữ số 5 nó thuộc lớp nghìn Lớp nghìn gồm có hàng trăm nghìn, hàng chục nghìn và hàng nghìn. Chữ số 5 thuộc hàng hàng chục nghìn. Chữ số 5 thuộc hàng chục nghìn và lớp nghìn. Tiếp theo chúng ta có số 3205700. Thì số này các em tính từ bên phải sang bên trái. Ba chữ số đầu tiên thuộc lớp đơn vị, tức là 700 thuộc lớp đơn vị. Ba chữ số tiếp theo là 205 thuộc lớp nghìn và chữ số còn lại là 3 thuộc lớp triệu. Như vậy các em đọc là 3 triệu 205 700. Các em nhớ là khi đọc, các em lưu ý là chữ số 5 là chữ số cuối cùng của một lớp mà trước nó là chữ số 0. Thì các em đọc 5 là, là thấp. Còn trước chữ số 5 là từ 1 trở lên thì các em đọc 5 là, là cao. Ở đây trước chữ số 5 là chữ số 0. Như vậy các em đọc 5 là, là ngắn. ở đây các em nhận thấy chữ số 5 nó thuộc hàng nghìn lớp nghìn lớp nghìn thì bao gồm hàng trăm nghìn hàng chục nghìn và hàng nghìn chữ số 5 nó thuộc hàng nghìn lớp nghìn tiếp theo các em có số 195080 thì đối với số này các em tính từ bên phải sang bên trái ba chữ số đầu tiên là 126 thuộc lớp đơn vị ba chữ số tiếp theo là 080 thuộc lớp nghìn và ba chữ số còn lại là 195 thuộc lớp triệu. Như vậy các em đọc số này là 195 triệu. 195 triệu 080.000 126. Ở đây chữ số 5 là chữ số cuối cùng của lớp triệu. Trước nó là chữ số 9, như vậy các em đọc 5 là là, là cao. Chữ số 5 thuộc hàng triệu và lớp triệu trăm triệu chục triệu triệu trăm nghìn chục nghìn nghìn ở đây chữ số 5 thuộc lớp triệu và hàng triệu tiếp theo các em sang câu b nêu giá trị của chữ số 3 trong mỗi số sau 103 chữ số 3 nó thuộc lớp đơn vị như vậy giá trị của chữ số 3 là 3 1379 chữ số 3 nó thuộc hàng trăm giá trị của chữ số 3 là 300 8932 chữ số 3 nó thuộc hàng chục giá trị của chữ số 3 là là 30 13.064 chữ số 3 nó thuộc hàng nghìn giá trị của chữ số 3 là 3.000 3.265.910. Chữ số 3 nó thuộc hàng triệu. Như vậy giá trị của chữ số 3 là 3 triệu. Tiếp theo các em sang bài tập số 4. A nhỏ trong dãy số tự nhiên, hai số liên tiếp hơn hoặc kém nhau mấy đơn vị? Các em biết là trong dãy số tự nhiên, hai số liên tiếp hơn kém nhau một đơn vị. Ví dụ là 4 và 5 thì hai số tự nhiên liên tiếp 4 và 5 hơn kém nhau một đơn vị. Hoặc là 90 91 hơn kém nhau một đơn vị, vân vân. B nhỏ, số tự nhiên bé nhất là số nào? Các em biết là số tự nhiên bé nhất là số 0. C nhỏ, có số tự nhiên lớn nhất không? Vì sao? em trả lời là không có số tự nhiên lớn nhất Bởi vì ta thêm một vào bất kỳ số tự nhiên nào Đều được một số tự nhiên liền sau số đó 99 thêm 1 thì bằng, bằng 100 100 thêm 1 bằng 101 Vân vân Tiếp theo các em sang bài tập số 5 Viết số thích hợp vào chữ chấm Để có A nhỏ 3 số tự nhiên liên tiếp 67 chấm chấm 69 đây các em nhận thấy số cần điền vào chỗ chấm là số liền sau số 67 và số liền trước số 69. Thì các em biết là muốn tìm số liền sau của một số ta lấy số đó cộng thêm 1 và muốn tìm số liền trước của một số ta lấy số đó trừ đi 1. Như vậy các em sẽ điền vào chỗ chấm bằng cách lấy số 67 cộng thêm 1 bằng 68 hoặc là lấy số 69 trừ đi 1 thì bằng 68. 798, 799. Như vậy ở đây, số cần điền là số liền sau số 799. Thì em lấy 799 cộng 1 bằng 800. Tiếp theo, chúng ta có chấm 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 1000, 1001. Thì đây số cần tìm là số liền trước số 1000. Như vậy muốn tìm số liền trước của một số, ta lấy số đó trừ đi 1. Tức là lấy 1.000 trừ đi 1 bằng 999. B nhỏ, 3 số chẵn liên tiếp. 8, 10. Đến số nào? Các em biết là hai số chẵn liên tiếp thì hơn kém nhau hai đơn vị. Các em phân biệt là hai số tự nhiên liên tiếp hơn kém nhau một đơn vị, còn hai số chẵn liên tiếp hơn kém nhau hai đơn vị. Hai số lẻ liên tiếp cũng hơn kém nhau hai đơn vị. 8 cộng 2 bằng 10. 10 cộng 2 bằng 12. 98 cộng 2 bằng 100. 100 cộng 2 bằng 102. chấm chấm 1000 một 1002. Nghìn, một nghìn Ở đây game em sẽ lấy 1000 trừ đi 2 bởi vì hai số chẵn liên tiếp thì hơn kém nhau 2 đơn vị. Như vậy muốn tìm số chẵn đứng trước số 1000 thì các em lấy 1000 trừ đi 2 bằng 998. C nhỏ ba số lẻ liên tiếp thì các em biết là hai số chẵn liên tiếp hơn kém nhau 2 đơn vị và hai số lẻ liên tiếp cũng hơn kém nhau 2 đơn vị.

thì như vậy bài tập số 5 đã kết thúc video hôm nay. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh học toán online bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để theo dõi các video mới nhất từ kênh học toán online. Và đừng quên truy cập vào trang web học toán online 123.info theo đường link được đặt ở phần mô tả của video để nhận được các tài liệu mới nhất về ôn tập ôn thi toán nâng cao của môn toán lớp 4. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp.